Xin kính chào tất cả các bác. Em sẽ giới thiệu với các bác một chiếc âm ly rất là khủng long. Và em sẽ nói điểm sơ qua về cấu hình của nó các bác. Trước tiên là con này sử dụng một cái nguồn rất lớn các bác. Và thứ hai nó chạy 4 con tụ nguồn lớn. Và điều thứ ba nữa là cho các bác thích này là nó chạy sử dụng 4 con sò 2 vít domino xanh đen các bác. Đây ạ. Đây các bác. Các bác nhìn sò xanh lên chưa ạ? Nó được bọc qua một cái lớp kim loại ở ngoài. Con này sản xuất rất là kỹ các bác nhá. Nó được bọc rồi các bác. Đó, sò xanh đen các bác. Đây ạ. Chất âm thì gãy góc chi tiết các bác ạ, mà lại khỏe các bác. 165W. Mà lại có GVC các bác. Tụ của GVC các bác nhá. Đây là dòng Victor. Đó, tụ rất là phê các bác ạ. 4 con tụ không? Và con này thì đó là mã là đây các bác, mặt đây ạ. Em chưa vệ sinh các bác nhá. Đây là em giới thiệu nhanh cho các bác, bởi vì các bác muốn em giới thiệu kiểu này thì em có một mình em làm, em buộc phải làm như vậy các bác. Em không thể là ngồi tỉa từng con, lau chùi từng con một xong rồi tháo ra được. Thì những con này em quay cái con nào em bảo xấu là xấu, con nào bảo đẹp là đẹp. Khi nào em vệ sinh xong nó sẽ rất là đẹp các bác. Con này nó không xước một cái gì các bác nhá. Đây là chuyển qua là các bác nhìn em lau này. Đó là những cái bẩn. Lau là hết các bác nhá. Đó là Victor AX5D. Đó, dòng Super A các bác. Đây dòng âm ly lớn của Victor. Đó, các bác nhìn nó to. Đây chỉnh bass, chỉnh chét. Đó. Đấy, cầu loa này các bác. Cầu A, cầu B. Đánh cả hai cầu song song được các bác nhé. Đây, nó hiện đèn này các bác. Đó. Còn đây là cái bass chép. Đây là ba lăng trái phải. Còn đây là các nút của nó. Đây các bác, low nốt này. Đó, nó có nút trong này các bác. Đó, nói chung con này là nó thiết kế rất là dị các bác. Và đây là các cảnh chọn AUX này, tuner này, thứ đấy. Muting này các bác. Đó. Và con này chất âm của nó thì nó đều ba giải các bác, bởi vì nó mạnh mà các bác. Rất là đấy, loa nào nó cũng đánh được. Các bác mà có những đôi loa khó tính thì các bác kiếm âm ly rẻ mà đánh hay thì con này đây là một sự lựa chọn sáng suốt. Em xem trên tham khảo trên mạng thì con này rất nhiều nơi bán. Có những nơi nó bán giá lên đến tận 4,5 triệu. Em không hiểu tại sao người ta lại bán đắt như vậy. Thì các bác tìm đến em thì các bác yên tâm đi, là các bác có những sản phẩm cực kỳ tốt và giá phải chăng. Đây mặt sau của nó các bác. Mặt sau đẹp các bác nhá. Đây là bụi bẩn, em chưa lau, chưa vệ sinh các bác ạ. Hai cầu loa. Đó. Công suất của nó là 165W thôi các bác. Đó, các bác thấy không? Dòng nội địa Nhật Bản các bác nhá. Dùng 4 con sò xanh đen domino rất là khỏe, 4 tụ nữa. Những cái thông số rất là đẹp. Mà cái âm ly nó rất là to các bác. Âm ly nó rất là to các bác. Và con này thì các bác mà thích mà tận dụng để ca kê mà vào những đôi loa mà nó chịu được đòn ấy, thì nó vẫn ca kê được các bác. Karaoke rất ổn. Các bác ghép con vang vào karaoke luôn, bởi vì công suất nó khỏe mà các bác. Cái cấu hình này thì các bác yên tâm là nó không nóng được các bác, thì rất là khỏe. 4 con tụ nguồn và 4 con sò domino to xanh đen. Đánh không nóng tí nào các bác, sờ không nóng luôn. Thì con này để giá của các bác cực kỳ rẻ các bác nhá. Bác nào nhanh tay thì bốc. Em có một con này thôi ạ. Giá là 2.500.000 đồng các bác. Đây là cái lắp của nó đây. Nói chung là con này đẹp các bác. Em vệ sinh là đẹp. 2.500.000 một con âm ly khủng long này các bác. Quá chất các bác ạ. Tất nhiên là cái nội thất này em sẽ vệ sinh cho nó đẹp hẳn luôn. Đây em mới chỉ qua qua các bác. Các bác nhìn sò này ạ. Các bác thấy sò xanh đen domino chưa ạ? Con này rất chất nha các bác. Đây ạ, tổng thể nó đây ạ. Đó, tổng thể nó đây các bác. Đó, mặt phay nhôm các bác nhá. Rồi bác nào có nhu cầu mua con này hãy điện thoại qua số điện thoại em là 0981 19 3686. Em giao hàng toàn quốc. Và em
Trong video sau em sẽ điểm qua những âm ly, em sẽ tiếp tục thanh lý âm ly tiếp cho các bác chơi. Rồi xin chào các bác ạ. Cảm ơn các bác rất nhiều.